Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu các bạn về hai sản phẩm máy băm cỏ thương hiệu Takeo. Máy băm cỏ Takeo TK 1.5 sử dụng động cơ 1.5 kW. Bây giờ chúng tôi sẽ test máy cho các bạn xem. Chúng ta mở nắp ra. Sau đó chúng ta cấp nguồn cho máy. Bây giờ chúng tôi sẽ băm cỏ. Tiếp đó chúng tôi sẽ băm cành cây. Tiếp đó chúng tôi sẽ băm cây chuối. Máy có thể băm được hỗn hợp tất cả các loại cỏ, voi, cây bắp, thân cây mía, các loại bèo, các loại bẹ chuối, lá chuối, những thân cây chuối nhỏ, đường kính dưới 10 cm. Máy băm ra để cho trâu, bò, heo, dê ăn được. Nếu như các bạn có nhu cầu về sản phẩm máy băm cỏ dành cho chăn nuôi gia súc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới hotline của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.